chính thức miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về vụ kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng. Tòa án quân sự quân khu 5 sẽ xét xử công khai vụ đinh tiến sử. Thành phố Hà Nội bắt giữ lô kit xét nghiệm Covid-19 nhập lậu. Nguy cơ ngộ độc khi ăn một số loại sinh vật biển lạ. Vứt bừa bãi khẩu trang sau khi sử dụng sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng. Quý vị đang đến với tin tức tổng hợp 24 giờ trên FBC. Mở đầu là phần tin nóng trong tuần. Thực vị, trong tuần qua, thì trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vừa có thông báo gửi đến các cơ quan báo chí về việc miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải. Quyết định được đưa ra sau khi trường nhận được nhiều thông tin bao gồm nội dung và hình ảnh phản ánh của dư luận về những phát ngôn chưa đúng chuẩn mực của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đang giữ chức vụ phó hiệu trưởng của trường quyết định nêu rõ xét nhu cầu công tác của nhà trường nay miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với nghệ sĩ ưu tú thạc sĩ trần đức hải vì thế nghệ sĩ đức hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng theo quy định của nhà trường quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký Trước đó ngày 8 tháng 6, nghệ sĩ Đức Hải đã liên hệ với nhà trường và giải thích nội dung đăng trên Facebook của ông là do con nuôi của nghệ sĩ đưa lên, không liên quan đến nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đức Hải cũng cung cấp những tin nhắn tống tiền gửi đến ông và hiện ông đã nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra, hỗ trợ bảo vệ nghệ sĩ tuy nhiên trước câu chuyện còn kéo dài và nhiều tình tiết chưa rõ ràng liên quan đến nghệ sĩ đức hải và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường ban giám hiệu của nhà trường quyết định chính thức miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn đối với thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú đức hải phía nhà trường cũng cho biết sau khi có kết quả của cơ quan điều tra và được báo chí thông tin rõ ràng về việc người viết thông tin trên facebook cá nhân nghệ sĩ đức hải nhà trường sẽ có hướng xử lý tiếp nếu nghệ sĩ Đức Hải phục can, nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác với nghệ sĩ Đức Hải nếu ông còn muốn tham gia công tác. Liên quan tới vụ việc bà Lê Thị Dầu, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, khởi kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng bồi thường 1.000 tỷ mà FBC đã đưa trong các bản tin trước, thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã đề nghị Tòa án Nhân dân quận nhất chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thụ lý. Bởi bà Hằng cho rằng mặc dù nơi đăng ký thường trú của bà là quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực tế bà và gia đình sống thường xuyên tại nơi đăng ký tạm trú địa chỉ trên đường Đại lộ Bình Dương, khu 2, phường Hiệp An thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Vì vậy trong trường hợp này cần xác định nơi cư trú của bà là nơi bà thường xuyên sinh sống. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, bà Lê Thị Dầu đề nghị tòa án nhân dân quận Nhất tiếp tục thụ lý vì bà có quyền lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp. Về vấn đề này, một luật sư cho biết, tranh chấp giữa bà giàu và bà Hằng là tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và theo luật thì bà giàu có quyền được lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp là nơi bà giàu đang cư trú. Vì vậy tòa án nhân dân quận nhất thụ lý giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà giàu là đúng thẩm quyền, không trái với các quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin sẽ là một số thông tin về an ninh trật tự. Vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa xác nhận đã yêu cầu cơ quan thanh tra tỉnh vào cuộc xử lý vụ việc liên quan đến ông Đinh Quý Nhân, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tự ký 8 quyết định tuyển dụng không thông qua Sở Nội vụ. Thời hạn xác minh vụ việc sẽ kéo dài đến cuối tháng 6. Theo điều tra ban đầu, thì vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình, ông Đinh Quý Nhân đã ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế cho các trường trung học phổ thông trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 7 giáo viên và một nhân viên. 8 quyết định tuyển dụng này đều không thông qua sự thống nhất của Sở Nội vụ là cơ được ủy ban nhân dân tỉnh giao chuyên trách về việc tuyển dụng biên chế ở các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Về vấn đề này thì sở nội vụ tỉnh Quảng Bình cũng khẳng định phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh thì việc tuyển dụng ở cơ quan nào cũng phải có ý kiến thẩm định của sở nội vụ, không thể tự tuyển theo nhu cầu. Nên việc sở giáo dục đào tạo tự tuyển mà không thông qua sở nội vụ là không đảm bảo về quy trình. Thực vị quyết liệt trong công tác phòng dịch huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã huy động tối đa nguồn lực, thành lập nhiều chốt kiểm soát ở các cửa ngõ tiếp giáp với tỉnh bạn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thời điểm này, thì lưu lượng phương tiện qua lại giữa những bến phà đối liền huyện tỉnh rất đông. Chính vì thế công tác phòng dịch tại đây được thực hiện rất chặt chẽ, ghi nhận tại hai bến phà lớn Hồng Ngự, Tân Châu và Mương Miễu, đối huyện Hồng Ngự với thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hai chốt kiểm dịch được bố trí 10 cán bộ là nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên quân sự công an huyện túc trực 24 trên 24 giờ, tiến hành sàng lọc bước đầu đối với người và phương tiện vào địa bàn huyện. Các người ngượng xe khi mà đi vào huyện Ngữ thì um, lực lượng công an sẽ chốt chặn, sau đó là tiến hành nhân viên y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt và kiểm tra cũng như là nếu mà phát hiện trường hợp nào mà có thăng nhiệt quá cao thì chúng ta sẽ giữ lại trong vòng 5 đến 10 phút, sau đó tiến hành uh, À, đo lại cũng như là xác định yếu tố dịch thể coi là những cái đối tượng này có đi đường dịch vậy hay không. Còn tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng cũng thiết lập chín chốt tại các cửa ngõ dẫn vào ba xã Thường Phước 1, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A. Tùy vào mỗi nơi mà có từ 10 đến 20 chiến sĩ biên phòng, dân quân công an và y tế địa phương túc trực kiểm tra đo thân nhiệt tất cả người dân ra vào khu vực biên giới. Các người ở các tỉnh mà có thì có dịch bệnh vào khu vực biên giới qua cái chốt kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi cũng hướng dẫn cho người dân là về cái các trạm y tế để khai báo y tế, đo thân nhiệt để cách ly tại nhà, đảm bảo cái an toàn cái dịch bệnh. Tính từ ngày 1 tháng 6 cho đến nay thì địa phương huyện Hồng Ngự đã thiết lập 23 chốt phòng dịch bố trí khắp các khu vực biên giới, cửa ngõ bến phà dẫn vào địa bàn. Công tác phòng dịch đã nhận được sự hưởng ứng rất cao của người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch thấy cũng yên tâm đỡ cho người dân đồ này kia cũng đỡ khổ nhưng tôi con cháu đi ra đường thì tôi cũng bắt băng khẩu trang hết trơn à đứa nào cũng vậy hết trơn nhà cũng có đồ phát phẩm kỳ tay kỳ đồ hết trơn à Cùng với các chốt phòng dịch, huyện Hồng Ngự cũng đã kích hoạt và nâng cấp độ toàn bộ hệ thống phòng dịch từ huyện đến xã, tiến hành đi từng ngõ gõ từng nhà, rà soát và vận động tất cả các hộ dân có người thân về từ vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, khai báo y tế đầy đủ về lịch trình di chuyển. Nếu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả các lực lượng của huyện Hồng Ngự đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, khống chế dịch từ cửa ngõ không để lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử phạt và tạm giữ nhiều phương tiện chở hàng quá tải lưu thông trên quốc lộ 1. Điển hình là tại thành phố Đà Nẵng, thì lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một xe đầu kéo và sơ mi rơ móc chở hàng quá chiều dài, quá chiều cao mà không có giấy phép. Thậm chí là cả đầu kéo và sơ mi rơ móc đều không có giấy đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm. Trong khi đó, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, một xe tải cũng bị phát hiện chở quá chiều cao và lái xe không có bằng. Còn tại Quảng Bình, hai xe tải đen chở cần cầu cũng được xác định là xếp hàng quá giới hạn cho phép và đã bị xử phạt. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng để tuần tra và kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xe chở hàng quá tải trên tuyến quốc lộ 1 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 50 tuổi và con nuôi Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Trắng, 26 tuổi về tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Cơ quan điều tra cho biết vào tháng 1 năm 2017, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, chủ công ty Lẩm Quyết 59 tuổi và bà Phạm Thị Quyết 54 tuổi ở thành phố Thái Bình đã vay của vợ chồng ông Đường Nhụy số tiền là 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó khi vợ chồng ông Lẫm bà Quyết đi vắng, Đương Nhụy đã chỉ đạo tiến trắng tới chiếm trụ sở công ty tại xã Vũ Chính thành phố Thái Bình. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, Đương Nhụy mới chỉ đạo cho con nuôi đi về. Công an thành phố Thái Bình cáo buộc đường Nhuệ cùng Tiến Trắng đã xâm nhập, chiếm giữ trái phép, sử dụng trụ sở công ty Long Quyết làm cho ở mà chưa có sự đồng ý của chủ công ty. Do đó, đơn vị đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, truy tố hai bị can về tội xâm phạm trái phép cho ở của công dân với mức án tối đa là một năm tù. Thực vị tòa án quân sự quân khu 5 vừa có thông báo đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Tiến Sử 49 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án sẽ được xử công khai vào ngày 25 tháng 6 tại hội trường tiểu đoàn trinh sát 32 bộ tham mưu quân khu 5, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng. Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có bị cáo Nguyễn Văn Đạt, 47 tuổi, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, giám đốc chi nhánh công ty Bạch Việt tại Nha Trang và Bùi Tiến Dũng, 42 tuổi, quê Quảng Nam, nhân viên kinh doanh. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013, công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng, kinh doanh tại khách sạn Bavico, Nha Trang, trên đất quốc phòng tại địa chỉ số 2, đường Phan Bội Châu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo các hợp đồng hợp tác đã ký kết, Giữa đình tiến sự với bộ tư lệnh quân khu đâm dự án bavico nha trang thuộc diện không được phép mua bán chuyển nhượng trong tương lai tuy nhiên đình tiến sự đã đem thế chấp cho ngân hàng thương mại cổ phần quân đội để vay 185 tỷ đồng và tự điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án sang khu tổ hợp khách sạn lưu trú căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê trong dài hạn Viện Kiểm sát Quân đội Trung ương cáo buộc từ năm 2015 đến 2017, đến Tiến Sử cùng các đồng phạm đã đưa nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin cho người dân. Ký hợp đồng mua bán 164 căn hộ tại Bavico, Nha Trang cho 125 vị khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 216 tỷ đồng. Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa bắt giữ gần 2 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc đang trên đường tuần vào nội địa. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác do Công an huyện Trục Khánh chủ trì, phối hợp đội quản lý thị trường số 2 và đồn biên phòng Ngọc Côn phát hiện một xe ô tô tải do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990, trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 2 tấn thuốc lá nguyên liệu. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Vì vậy, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ tàn vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, thì đội quản lý thị trường số 13 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận Cầu Giấy thực hiện khám xét một xe ô tô đang dừng đỗ tại số 1 Phùng Trí Kiên, quận Cầu Giấy. Quay kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 400 hộp dụng cụ xét nghiệm COVID-19 có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng này. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh xử lý. Được biết, các đơn vị của Tổng cục Quản lý Thị trường hiện đang đẩy mạnh ra soát, kiểm tra tình trạng kit test nhanh COVID-19 đang rao bán trên mạng xã hội và các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng gian, hàng giả. Vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quy mô lớn tồn tại suốt nhiều năm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Liên quan tới vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về cùng hành vi đánh bạc. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của 11 đối tượng trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến đường dây đánh bạc này, bao gồm khoảng 100 điện thoại di động các loại, máy tính bản, rất nhiều phơi ghi lô đề. Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ hơn 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Công an tỉnh An Giang cho biết, đường dây đánh bạc này có gần 70 đối tượng tham gia. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng và những hành vi liên quan đến đường dây cờ bạc này để xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết đơn vị đang tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc liên quan đến một cơ sở chứa hơn 13 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng và đang chuẩn bị tái chế để tuồn ra thị trường. Trước đó, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở thu mua nhựa tái chế của ông Vũ Văn Hưng, trú tại xóm Kê, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao tải bên trong đựng rác thải là găng tay nhựa, găng tay cao su đã qua sử dụng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số găng tay rác thải trên được chủ cơ sở này mua lại của Vũ Thị Thu Hương, sinh năm 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Số hàng này được Hương Thu mua từ các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên, sau đó đối tượng này chuyển đến nhà ông Vũ Văn Hưng để phân loại, tái chế rồi mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thuộc cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt một nữ tài xế 27 tuổi trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vì hành vi lái xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo cơ quan chức năng, vi phạm của nữ tài xế này được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc. Sau đó người dân cũng phản ánh sự việc trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế này cũng thừa nhận vi phạm và cho biết do thiếu quan sát nên đã đi quá đường, đồng thời cam kết không tái phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt nữ tài xế này 17 triệu đồng, tước bằng lái 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Thực vị mới đây thì ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết trung bình số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn liên quan đến xe container chiếm 5 đến 6%, xe tải chiếm 8% container lâu nay bị xem là hung thần đối với người tham gia giao thông. Hung thần này hiện còn gây ra nhiều bất an hơn khi thường xuyên đậu tràn đường, kéo dài hàng cây số ở các khu vực cảng Đơn cử như tại ngõ ra vào cảng Trường Thọ, cảng IDC Phước Long 3, thành phố Thủ Đức, người dân dễ dàng bắt gặp cảnh hàng đoàn xe container đậu tràn đường kéo dài hàng cây số. Có khi xe còn đậu trắng ngay ngã ba đường, làm các phương tiện khác không thể qua lại. Đường chỉ có hai làng và khi bị xe container đậu bít một làng, các loại xe khác lưu thông rất khó khăn và mất an toàn. Trong khi đó, đoạn quốc lộ 1 từ cầu vượt Gò Dưa đến ngã tư Đại học Nông Lâm, người dân cũng phản ánh tình trạng nhiều xe container ngang nhiên đậu tràn đường vào giờ cao điểm làm khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông. Tương tự tại cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận và phường Tân Thuận Tây, quận 7, người đi đường cũng cảm thấy bất an vì có nhiều xe tải, xe đầu kéo container thường xuyên đậu chiếm phần đường của xe thô sơ, xe máy bất chấp biển cấm. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 2.000 trường hợp xe container dừng đổ sai quy định trước thực trạng này ban an toàn giao thông thành phố yêu cầu cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các xe vi phạm đậu đổ tràn lan gây mất an toàn giao thông và đề xuất lại những vị trí ra vào cảng khu vực nhiều xe container đi lại cần lắp thêm camera để tăng cường xử phạt nguội Thưa vị, thời gian gần đây hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại tỉnh Bạc Liêu phải kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Qua trình báo của các đơn vị thi công, thì Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết có ít nhất 10 vụ mất trộm xảy ra và hầu hết sự vụ mất trộm xảy ra trên biển, xa đất liền. Những vụ mất trộm tại công trường đang thi công trên biển, kể cả những dây cáp, dây đồng, dây tiếp địa ngoài khơi, nơi người dân rất khó tiếp cận được. Đơn cử như tại công ty điện gió Phương Anh, khu vực thi công công trình liên tục xảy ra mất trộm trong tháng 4 tháng 5 với số lượng khoảng 100 mét dây cáp, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Các doanh nghiệp cũng nhấn mạnh tài sản bị mất cắp là dây tiếp địa tại tuabin rất nguy hiểm bởi dây này có nhiệm vụ thu lôi nên nếu không phát hiện kịp thời khi xảy ra rông sét sẽ bị sét đánh gây cháy toàn bộ dự án. Trước thực trạng trên thì chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị thành lập ngay ban chuyên án để điều tra triệt phá nhằm đem lại sự an tâm cho các nhà đầu tư. Thực vị vào cuối tháng 5 vừa qua thì nhiều người dân thành phố Cao Lãnh hoảng hốt khi phát hiện thi thể một cô gái nổi trên sông. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra và phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vì vậy, công an thành phố Cao Lãnh đã phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác định và bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Văn Hiền 31 tuổi và Văn Công Tùng Bách 39 tuổi cùng ở thành phố Cao Lãnh là hai nghi phạm trong vụ án này. Tại cơ quan công an, Hiền và Bách khai nhận có quen biết nạn nhân. Cuối tháng 5, Hiền chở nạn nhân đến nhà Bách chơi. Tại đây do nạn nhân từ chối gần gũi với Hiền nên nghi phạm đã bóp cổ nạn nhân, sau đó dùng vũ lực để cưỡng ép. Sau đó Bách cũng tham gia. Khi phát hiện nạn nhân tử vong, cả hai đã ném thi thể xuống một đoạn sông ở thành phố Cao Lãnh. Cơ quan công an đã củng cố hồ sơ, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hiền và Bách để tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến vụ giang hồ cắt cứ đất tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian qua, thì mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết sẽ cưỡng chế 159 trường hợp lấn chiếm đất đai trái phép. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 159 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2 ha thuộc phường Thành Tô. Dự kiến thời gian tổ chức cưỡng chế từ ngày 21 tháng 6 năm 2021. 159 trường hợp này được xác định là đã sử dụng đất thuộc khu đất 9,2 hecta có nguồn gốc là đất quốc phòng do quân đội quản lý, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, không có giấy tờ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Cụ thể khu đất 9,2 ha nằm trong diện tích 14,2 ha thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Đầu năm 2018, toàn bộ khu đất này đã bị nhiều băng nhóm giang hồ ở Hải Phòng thi nhau đưa người vào các cứ lớn chiếm, xây dựng trái phép và mua đi bán lại cho người dân xây dựng nhà ở. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên khu đất có tới hàng trăm căn nhà từ kiên cố hoành tráng cho đến cấp 4 đã được xây dựng trái phép. Xin chuyển sang phần tin cảnh báo. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Thọ Xuân nhất là ở các xã có đê, cánh đồng rộng nhiều người đã ra đây chơi thả diều. Do thiếu quan sát thì một số người thả diều gần khu vực có trạm biến áp và đường dây điện đi qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành an toàn lưới điện. Theo thống kê của Điện lực Thọ Xuân, chỉ tính trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra trên 10 vụ sự cố lưới điện do thả diều gây ra. Điển hình như tại xã Xuân Hồng và Phú Xuân, những sự cố trên đã làm gián đoạn việc cung cấp điện, mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Nguy hiểm hơn, khi dây diều quấn vào đường dây điện, gây ngắt mạch các pha với nhau, làm đứt đường dây có thể gây ra tai nạn chết người. Để đảm bảo an toàn vận hành công trình điện, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp để nâng cao ý thức của người dân, sự hiểu biết, không chơi thả diều gần đường dây điện cao thế. Theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắc, đường dốc bố trí giao thông bất hợp lý là những nguyên nhân chính đã dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc thường xuyên xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Buôn Hồ. Chỉ tính riêng quốc lộ 14 đoạn qua phía bắc của tỉnh này, thì từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết và 21 người bị thương. Mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 6, một xe tải mất kiểm soát đã tông gãy barrier chạm thu phí, sau đó lao nhanh hơn 1 km. Đến đoạn đèo Hà Lan thì tông liên tiếp vào một xe khách, một xe tải và hai xe máy. Vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong và ba người khác bị thương. Để hạn chế tai nạn giao thông tại điểm đen này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị đơn vị quản lý làm gờ giảm tốc và đặt biển báo hạn chế tốc độ đoạn quốc lộ 14 này. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thì từ đầu năm đến nay hệ thống y tế của huyện đảo Trường Sa đã tiếp nhận và kịp thời cấp cứu cho nhiều ca bệnh do ngộ độc nặng nhẹ khác nhau. Đa phần là những ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa bị ngộ độc do ăn hoặc tiếp xúc với sinh vật biển lạ. Theo chia sẻ của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, độc tố của các sinh vật biển không bị phân hủy bởi nhiệt độ. Khi vào cơ thể thì chúng sẽ gây độc cho các tế bào nội tạng, biểu hiện bằng các triệu chứng nặng nề về thần kinh như mất cảm giác, liệt vận động, co giật, hôn mê, mạch nhanh, tăng hay hạ huyết áp, loạn nhịp tim và suy hô hấp, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong. Nếu người dân ăn phải những loại ốc cá lạ có chứa độc tố cần nhanh chóng kích thích đun rửa dạ dày, uống than hoạt tính để thải loại bớt chất độc. Viện Hải Dương Học Nha Trang đã liệt kê khoảng 39 loài có thể gây ra ngộ độc sinh vật biển, thậm chí là tử vong, phổ biến xuất hiện ở các vùng biển tại Việt Nam. Theo đó, thì người dân cần chủ động trang bị kiến thức, tránh ăn các loại sinh vật biển độc hại và cần thận trọng. Ăn theo dịch bệnh thì nhiều loại tội phạm đã có những hành vi tinh vi hơn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Mới đây, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của một nhóm người giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tầm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. Theo thông báo của công an thành phố Rạch Giá, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh, xuất hiện một số người làm giả cán bộ phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng từ 3 đến 5 người đã tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già trẻ nhỏ để tiếp cận. Nhóm này giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã phường đến để kiểm tra về tình hình sức khỏe. Họ đeo thẻ như cán bộ công chức đeo khẩu trang bịt kín và mặc quần áo bảo hộ. Những người này sau đó cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh. Song thực chất những chiếc khẩu trang đã được tẩm thuốc mê, khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê, còn các đối tượng sẽ lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Công an thành phố Sạch Giá đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp có người tự xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra cần cẩn trọng và xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện những nghi vấn bất thường, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc gọi qua số điện thoại 02973862040 của trực ban công an thành phố để phối hợp giải quyết. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đeo khẩu trang là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay việc xử lý khẩu trang sau khi sử dụng với nhiều người còn chưa tuân thủ nguyên tắc phòng dịch. Rất nhiều người sau khi sử dụng khẩu trang đã vứt bừa bãi mà quên rằng hành vi này có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng. Hiện nay người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống COVID-19 bằng nhiều biện pháp khác nhau theo khuyến cáo từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là khuyến cáo 5K từ Bộ Y tế. Việc đeo khẩu trang đúng cách được đánh giá là giải pháp đơn giản hiệu quả. Nhưng bên cạnh việc đeo khẩu trang đúng cách, người dân cũng cần chú ý đến xử lý khẩu trang sau khi sử dụng. Một thực trạng đáng cảnh báo là rất nhiều nơi dễ nhìn thấy các loại khẩu trang sau khi sử dụng đang được vứt bỏ bừa bãi. Hành vi này cũng tiềm tàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các chuyên gia y tế khẩu trang nói chung hay khẩu trang y tế nói riêng khi đã được sử dụng thì có thể coi như là một vật ghi nhiễm vì nó chắn những chất tiết từ đường hô hấp của nhiều người hoặc từ chính người mang vốn đã mang mầm bệnh không chỉ vậy, theo nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì vứt bỏ khẩu trang bừa bãi sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đến 7 triệu đồng. Mức phạt trên được quy định đối với hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị và thông tin cảnh báo vừa rồi đã khép lại phần tin tức tổng hợp 24 giờ trên FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.